Thì vừa qua đầu tiên đó thì cô bác chúng ta theo dõi qua sự trình bày của năm tiết. Ở kế đến đó là anh Quốc Đài. Ở để ra giờ này đó cái chương trình con nhận thấy có anh bà Hồng mới tới. Nhưng mà bởi vì lâu lâu mới có việc anh ba ảnh trở về đây. Con thì trong thời gian trước đây gần 20 năm trước trong thời kỳ đó đối với cái Phật tự đó còn rất là khó khăn, cho nên cũng qua đồng cam cộng khổ với mình rất nhiều. Mà giờ đây á thấy chương trình đạo sự nó rất là dễ dàng, cho nên cô bác anh em chúng ta hôm nay ngày cũng vô kỷ niệm đến cũng rất là trân trọng. Thì bữa nay đó con dự định đó là sẽ từ chối, bởi vì bữa nay còn phải siêu rồi còn anh Năm Mười Nghĩa sau này còn gặp gỡ chuyện trò tâm sự cùng với cô bác anh em mình nữa. Còn đã hai chuyến rồi anh mời vẫn mời cho hay mà con thì cùng đám đó cho nên con không qua được, cho nên là ngày dự định con qua là chỉ tham dự ngày đến vụ kỷ niệm thôi chứ không có lên tâm sự cùng những cô bác anh em mình. Bởi vì sau khi ở đây chương trình dự đám xong rồi đến chiều nay con linh lên đường đi ra Bà Rịa Vũng Tàu nhé. Ở ngoài tôn giáo bạn người ta mời ngày mai này nói chuyện ở ngoài ông Minh Đạo quẻ ông cô khách. Cho nên dự định bữa nay không có lên gặp gỡ chuyện trò, nhưng mà tại vì anh Mười nó cũng lâu quá rồi, cô bác anh em cũng yêu cầu để lên gặp gỡ tâm sự. Nhưng mà mới vừa cửa sạch mặc áo thì tôi thấy có ông Xuân Viên Ba Hùng cũng tới rồi. Vậy thôi giờ đây mong quý cô bác anh em mình cũng quan hệ. Bởi vì anh Ba Hùng có thì lâu lắm rồi anh có nhiều cũng trở về đây, cho nên dự định lên để tâm sự khoảng chừng 20 hay 30 phút. Nhưng mà gặp anh tới rồi thôi bây giờ thông báo cùng với anh Ba Hùng nha. Và giờ đây xin thông báo cùng với anh để chuẩn bị vào gặp gỡ cô bác anh em trong cái giờ kế đây đi. Còn cái phần của tôi thì xin khước từ với cô bác anh em mình thôi. Bữa nay tôi phải máy móc qua cho tôi luôn quá, nói chuyện không được là anh ơi. Cô bác mình biết không, bởi vì mình lên đó bây giờ cái mạng của xã hội đó, YouTube rồi Facebook với hai nữa đó, ba cái TikTok gì đó luôn quá nhiều, cho nên nói chuyện với anh em đồng đạo mình thì dễ nói. Còn về cái mặt phương diện anh em mà ở bên đời rồi này kia đó nó khó xử lắm. Nhiều khi lên nói mình vừa lòng cô bác anh em mình ở bên kia người ta ăn ít đồng dữ lắm, nói nhiều lắm xe lên tình nghĩa hết á, cho nên nó hợp dài đó, hợp dài với cô bác quý vị đó. Người ta nói trời ơi ông phải ông làm gì mà ông lên đó ông nhắc nhở bà con người ta run như cày sấy hết trơn à, hỏi sao ạ? Nó ông nói cái vụ mà bệnh hợp dài không đó, mà đài đó thành phố lên hợp dài nó nhắc ông phải thiệu nữa. Nó nói chú bày thiện ở bên tín đồ Phật giáo bảo đối với cái bệnh ma hút đó con nguyên nước đó là rất là chính xác. Hiện bây giờ là nó đang là tăng trưởng ở tại thành phố Hồ Chí Minh mình và tất cả các sân bay rất là nhiều. Cho nên đó là chú bày thiện đó bên Phật giáo bảo nói hoàn toàn là chính xác, mặc dù chú nói trước nhưng mà áp dụng theo y tế của thế giới. Đó, cho nên đó là hợp dài đối với cô bác con cũng đắn đo suy nghĩ. Thì thôi bây giờ đó trong thời gian qua đó thầy nói là chừng nào bổn đạo hiểu thông thiên cơ đạo lý để lòng mới thông. Rồi trong chương trình thiên cơ anh em cũng có nói và đạo lý anh em nói cũng rất là nhiều rồi. Mà thôi trong dự định trong chương trình tới đây đó quý cô bác làm công tác xã hội từ thiện nó thì nhiều, còn cái chương trình nói đạo đó xin cũng hợp ra cũng hạn chế với lắm quý cô bác đó. Vậy thì bây giờ đó hiện giờ đó thôi bây giờ là anh ba anh chuẩn bị tinh thần trong thời gian anh chuẩn bị thì con xin thông qua cùng như thế này với cô bác. Cái thứ nhất đó là ở đây đó con nói đó con trình bày là những cái gì, cái thứ nhất là khoa học, cái thứ hai là về mặt tâm linh đó áp dụng theo kinh sách giáo lý của Đức Phật Thích Thầy để rồi con nói, mà cái nào đó nó có khé mở rồi con mới nói.
thầy hoàng giả là những cái nó đã qua rồi, cũng như mấy cái trận bão rồi đó thì con mới nói. Cho nên cái này đó không phải là cái tiên đoán thiên cơ thực một gì hết. Cho nên mong quý vị mình đó có xem qua những cái YouTube hay là những cái Facebook, TikTok gì đó cũng phải thiệt, thì quý cô bác anh chị em mình cũng quan hệ. Ở đây không phải là để tuyên truyền hay hoàng giả là hùng võ gì hết, mà chỉ là sao nhắc nhở lại để cô bác chúng ta có cái tinh thần chuẩn bị để sau này đến cái lúc đó đó, để đến lúc phong ba biến chuyển cảnh hồng trần tạo biển mênh mông đó, mới là sợ trước ước mong mà không ai trốn được phải là phát ra đó. Vậy thì bây giờ ở đây đó mình trình bày mình nói lên để cho anh em có sự chuẩn bị. Và cái thứ hai nữa đó, cô bác chúng ta biết rằng mà mình đó ai biết nghe thì sống liệu con để đến dịp như người thất nghiệp à. Liệu con tức là mình ra trước, mình giác ngộ trước, đảm bảo mình cung, chứ để không thôi để nước đến chơi cứ nhảy đùng có phải lọt ngoài sau rồi sao. Cho nên cô bác anh chị em mình phải làm sao gái là liệu con tức là mình tính trước được cuộc đời. Vậy thôi bây giờ bữa nay trong trình gặp gỡ đó, thời gian thì anh em đồng đạo, tu sĩ, giảng viên, anh em trong rất là đông. Cho nên bữa nay thôi con lên đây cho con kể câu chuyện bên thầy thôi. Cái đó là phần của mình để cho tinh thần chuẩn bị anh ta hùng lĩnh lên gặp gỡ bà con cô bác anh chị em mình. Bởi vì anh mới qua tới à, cho nên sức khỏe anh nó còn hơi mệt chút xíu của cô bác anh chị em. Vậy thôi bây giờ con kể một câu chuyện đơn giản thôi. Cái câu chuyện này là do ông Bát Ba Gia ngày xưa đó ông kể lại. Mà ông Bát Ba Gia này là một kỳ thủ tín đồ của Phật giáo Hòa Hảo năm 1939. Có cái duyên là khi đức thầy vừa khai đời mở đạo là lúc đó đó là ông tới ông phát tâm giác ngộ mới. Nhưng mà tại vì á, mới á, tu nó còn mới mẻ quá cô bác, cho nên cái bước đường đạo nó còn rất là gặp nhiều gian chân khổ khó. Cho nên một hôm nọ ông mới mạnh dạn tinh thần. Cô bác mình biết đó, người xưa tuy ít chữ nôm na phía trên các người ta ngay thẳng, mà lời Thánh Hiền Ngài nói đó, đắc ngôn nhất nữ thắng thiên nhiên. Được một cái lời nói hay đó là nó thắng còn hơn là ngàn vàng. Còn đó về giáo lý đức thầy thì ngài cho biết là phước đức nó quý hơn bạc vàng, phải không? Cho nên lợi danh mọi thứ vô thường, chỉ còn phước đức là dắt đường ta đi thôi. Chỉ còn có cái phước đức thôi, mà phước đức này ông thanh sĩ nó thiếu phước đức sắc gan cũng chảy nữa. Còn thiệt hiền lành là bối cải của không đâu. Cho nên nó dù cho cô bác anh chị em mình gặp cái hoàn cảnh khó khăn cỡ nào đó là nhờ có cái phước cái đức mà cô bác chúng ta lướt qua đi tất cả những cái tai nạn trong cuộc đời này. Cho nên ông Ba Gia ngày xưa nó sau khi ông quy y với giáo lý của đức thầy rồi, một hôm nọ ông mới bảo dạ ông hỏi đức thầy trước một số nào đông anh em tín đồ Phật giáo vào. Nói dạ bạch thưa thầy, hiện bây giờ con đã phát tâm giác ngộ quy y theo giáo lý của đức thầy, mà cái người tu ai cũng mong mỏi cho mình tu đến cái ngày thành công viên mãn giải thoát, chứ không ai muốn cho bỏ cuộc giữa đường đâu, phải không? Mà ở đây thầy nói câu ít ai giữ đặng chí bền, tu theo nước lớn rồi trong kèm hả không? Thường đa số là ta tu theo phong trào, tu theo nước lớn rồi tới trường trồng nó bắt đầu thả câu như cô bác anh kia. Chứ phải tu mà được mạnh mẽ tinh thần tu mà phải được tinh tấn như cái lúc mình mới phát tâm cho tôi bảo đảm cô bác anh chị em mình đấy. Đắc đạo là kể như là cầm trong tay. Tu hành mà được nhất tâm thành công chắc chắn như cầm ở trong tay. Tu lâu mà chẳng biết Phật đài, bởi vì tu miệng mà chẳng hay tu lòng. Đưa ra chỉ có một đồng thu vào cả dạng tiền công tiền lời, mới vừa điện Phật ban nơi kế chiều đó lại cái muốn ngồi tòa xem. Mới đầu phát tâm tu là một cái ông Phật kế bên gì đó, nhưng mà tu thời gian sau rồi cái lúc đó càng ngày nó càng bị lơ lẫy. Y ra như cái máy xe Honda mà mới mua trong cửa hàng ra, cô bác anh em mình nó ấn đề nhẹ cái là bắt đầu nó chạy rồi. Ấn đề nhẹ cái là nó chạy rồi, nhưng mà tới chừng thời gian sau mình nó bị yếu. Lúc đó cái nó rồi đó, phải không? Thời gian ra nó hết bình rồi, lúc đó nhảy mà nó còn không muốn chạy. Thời lúc mới đi núi vô mùa nghĩa là về phát tâm tu rồi đó, lúc đó thiền nhẹ cái là giọt rồi. Ở đâu mà có đám nó yêu cầu nó quẹt nhẹ cái là đi rồi đó, phải không? Nhưng mà thời gian ra về cái bị dòng đời nó lôi cuốn rồi, lúc đó thì nó phải nói cái đi lợi rủ năng nỉ muốn chết gì đó mà còn chưa muốn đi. Cũng nhễ tình lắm mới đi. Rồi thời gian sau rồi ta lỡ tới nhà ta ủi đứt mà nó ghe đi lui không. Cho nên lúc đó việc con mới đó tánh bắn lùi như tôm chứ. Nó vậy đó, cho nên đó xạ lúa thì rất dễ mà bảo vệ cho lúa đến ngày mà nó kết quả rất là khó.
trồng cây thì nó dễ, mà bảo vệ cho cái cây đó đến lúc đơm qua kết trái phải nó rất là khó, không phải là gì đâu. Mà quý vị mình thấy đi, để cái cây gì mà cái người ta trồng săn sóc là cái cây đó cái kết quả nó cao. Còn cây gì mà mình trồng rồi mình bỏ vốn mình bỏ đại đó, nó sống cho có hình có dạng không cho tốt lành gì chứ, phải không? Cũng trồng thôi, cứ trồng cây đó mà thầy nó trồng cây lành vị quả thơm tho thì không thấy mà sao chẳng mất. Cô bác mình thấy không, cũng đồng thời trồng cái cây bông đặng mà mình trồng cúng, mà những người ta trồng để kinh tế đó săn sóc, và cô bác mình thấy cái cây nó đẹp cỡ nào không, bông nó qua nhiều nữa. Còn mình trồng đó mình để phú bỏ phú học văn học quốc học săn sóc đó, đó có một hai cái bông có chung là ai rồi, chứ cái phần tốt đẹp nó không có. Cho nên lúc đó bà già đâu mới lại hỏi với đức thầy, nói dạ bạch thưa thầy, bây giờ pháp tâm giác ngộ lo tu, mà bây giờ muốn tu cho đến ngày thành tâm kết quả, vậy bây giờ tu sao mà cho nó bền đến cái ngày kết quả như này. Lúc đó trước một số đông người, đức thầy này mới vừa nói mà vừa đưa cái bàn tay lên đứng cô bác. Đức thầy nói đó, người tín đồ Phật giáo hòa hảo tại gia tu sĩ học Phật tu dân, trong chương trình đời đáp tứ đại tâm anh, muốn tu mà cho nó bền đó có năm điều mà tín đồ Phật giáo hòa hảo cần phải làm theo. Lúc đó ta nói trời ơi, bây giờ một điều hai điều ba điều nữa ta còn có thể làm nổi, mà bây giờ đức thầy nói là trong đó tới có năm điều rồi. Thì đức thầy lấy cái tay đức thầy đưa lên, ngài mới lấy cái tay phải này và đưa qua tay trái lần điều một. Điều thứ nhất, người tín đồ Phật giáo hòa hảo cần phải lên cần tiện xuất sáng đó là cái đó là cái chính xác nhất, à, mà trong đám điều ra cấm thầy nói đó, phải cần kiệm sốt sáng lo làm ăn và lo tu hiền chân chất. Vậy bây giờ đó, cái điều cần thiết nhất của người tín đồ Phật giáo và hảo là cô bác anh em phải làm sao gắn cô chân. Cái thứ nhất là mình nó cần kiệm sốt sáng lo làm ăn. Kìa kìa con cút lỗi hè, chẳng lo gieo giống đậu mè bất thay. Cho nên thầy nói trong cái quyển năm đó, thầy nói à, ta là cư sĩ canh điền, lo nghề cài cút, nhưng mà cái kia là gì? Cũng chia. Bây giờ cái lo là tới vụ, tới mùa là cô bác anh em mình lo, còn cái chuyên là hình hình này. Ví dụ như bây giờ đó, cái ngày bình thường đó mình cũng lo cơm mình ăn phải không? Nhưng mà đặc biệt con cá tới đám đó mình lo nó khác hơn. Khi có đám giỗ, khi có đám tiệc, khi có đám cưới, đám hỏi hay hoặc giả là có đám gì đó, cô bác anh chị em chúng ta sẽ lo cái bữa cơm có nó khác hơn cái bình thường. Lúc bình thường mình ở nhà mình cúng kiến mình trưng bông trưng qua rồi là kia nó có khác, nhưng mà khi có mời đồng đạo là có khác hơn, phải không? Bữa nay ta mời đồng đạo tới nhà hàng này phải quét dọn ông cho đàng hoàng, trưng bông qua nghe chứ mày để cũ xìm cái lợi cái nó chơi chứ gì hả? Nó có khác hơn chứ. Không, vậy thì bây giờ lo là sắp sửa tới mùa màng là cô bác anh chị em mình là phải lo. Nhưng mà cái chuyên là chuyên lúc nào cũng vậy hết. Vậy bây giờ cái làm ăn là cô bác anh chị em mình đức thầy kêu mình lo. Còn cái tu hành là phải chuyên. Đó, bây giờ thường thường đó, cái người mà thợ may đó mà để cho chuyên may rồi là cô bác mình đã lúc nào thì người ta cũng lãnh đồ, người ta cũng may giá thôi. Không có lúc nào rảnh nghỉ luôn cả ban ngày mà luôn cả ban đêm luôn nữa, cô bác thường nghe mà à, cái đó ta mới gọi là chuyên. Cho nên cái người mà ta ở chạy đó, ở cốc mà ta tu á, ta gọi là chuyên tu, cái đó ta gọi là chuyên tu đúng quý cô bác. Hết pin luôn rồi, hết pin luôn rồi. Hết pin rồi, ta lấy cục pin coi. Một, hai, ba, bốn. Cho nên á, thể mà gần tới mùa đó mà mình lo sửa sản vào vụ đó ta gọi là lo. Còn hàng ngày lúc nào mình cũng tu hết, cũng cúng lại, cũng niệm Phật, cũng làm lành, cũng ăn chay hết, ta gọi cái đó gọi là chuyên. Cho nên thầy kêu mình phải lo nghề cài cốt và cũng chiếu chuyên tu hành với cô bác anh kia. Đó, vậy thì bây giờ ở đây các cái thứ nhất, cái điều cần yếu nhất là đức thầy nói đó, khuyên chúng sanh bỏ tánh biết người. Nào, cái người tu mà mình làm biết không có được. Khuyên chúng sanh bỏ tánh biết người, phải sốt sáng làm án.
là mắt cần thiết. Nghèo với đối tầm đây sẽ biết hàng ngoại bang nó cũng thiết ra ngoài. Nên bá gia hở ráng miệt mài dầu đất núi phủ máu mau thành kiện. Vậy bây giờ đó lời đó, ông Thánh ông bảo ông nói đó là làm ít xài kỹ nó có dư, làm nhiều đó mà xài lớn cũng như không làm. Cho nên ở đây thầy kêu mình đó là khuyên đừng xài phí xa qua rồi ăn cần ở kiện đã làm lo tu. Vậy bây giờ đó cái mục đích của cái người tu tại gia cư sĩ muốn tu cho nó bền, tu bát anh chị em mình gắng cố gắng làm cho nó của vật chất mà nó đâu đó mà nó ngon lành lắm, thì cái sự tu tu bát anh chị em mình nó càng ngày nó càng tiến. Ví dụ như mình làm có dư có của tiền đó, bỏ trong túi chút đỉnh. Bây giờ lỡ mà đi cái đám gì ai ta có xin tiền xin bạc hay hoạt giả hoàn cảnh khó khăn nghèo nàn bệnh tật gì đó mà mình móc mình cho đó, mình cảm thấy bữa nay mình vui mình khỏe không mấy cô, khỏe không? Khỏe. Rồi bữa nay ví dụ như người ta đó đi được khuyên tiền làm cầu làm đường làm thuốc nam gì đó mà bữa nay lại khuyên tiền mà mình nói trời ơi nghèo muốn chết tiền đâu cho, mà xuống gì bằng xuống lạnh lạnh cho bao nhiêu của là để dành bấy nhiêu. Di thiện là tối lạ, cái người nào làm nó có cái niềm vui trong cuộc sống mà mình cảm thấy còn thăng tiến nữa. Vậy thì bây giờ ở đây đó quý cô bác anh em mình ơi, cái đồng tiền đó mà mình xài đâu đó mà nó đúng chỗ đó, đó là đồng tiền thật đó quý cô bác, giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời bất hạnh. Cho nên ở đây Đức Thầy đó đưa cái ngón tay lên, đầu tiên là ngón tay cái. Đức Thầy nói đó, người tín đồ Phật giáo hảo tại gia cư sĩ cần cái thứ nhất là cần kiệm sốt sắng lo làm ăn, đó là điều thứ nhất. Bởi vì ở đây nếu mà mình tu mà mình còn thiếu nợ thiếu nần chằn chịt đường này kia, tôi hỏi cô bác anh kia mình đã tu nổi không mấy cô? Mấy cô mình nó đang cúng đó mà nợ nó lại nó đầu, mấy cô mình cúng nổi không? Cúng gì xá xá con nợ không chứ xá học cái gì, phải không? Xá đây mà nhớ cho bà đầu nợ phải đứng cái lúc vừa đó ở chợ nợ cho mình cúng con phải có đến lúc đầu nợ. Cho nên thầy nói nợ cần còn sớm liệu con, nghĩa nhân trọn vẹn mới ăn sự đời. Rõ ràng là như vậy. Cho nên ta nợ bao khen ở tổ trần, nợ tình, nợ tội, nợ ân nhân, nợ nhiều như thế làm sao trả, tu tỉnh là ta trả nợ dần. Còn thầy thì thầy nói đó, tu đền nợ thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa xem. Vậy bây giờ mình gán á, mình làm sao cho nó xóa cái nợ thế gian, làm sao cho nó xóa tất cả những cái ân nợ nghiệp nợ mà cô bác chúng ta ai mình cũng đã thọ ra đây đó. Mà muốn vậy thì mình cũng gắng cố gắng mình lo mình siêng năng cần kiệm sốt sắng lo làm ăn, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình cần phải có cái sự cúng lại và nhị giới. Đức Thầy nói cái một thứ hai là cần phải có cúng lại và nhị giới. Tại sao thầy không nói cúng lại không mà thầy còn kèm vô cái chỗ là giữ giới? Bởi vì nếu mình cúng lại không mà mình không có giữ giới đó, tôi bảo đảm cô bác anh chị em mình đó, nó không có đạt kết quả. Cho nên thầy nói sự lễ bái là điều phụ thuộc, nó là món trợ đạo giúp các trò giới thận sự. Mà là cần nhất là gì? Chính xác mà mày cùng chung, phải không? Cho nên thầy nói đó, cái người cúng lại là cần phải giữ giới nữ. Chứ nếu ỷ nhiều tiền chẳng biết thương ai rồi cúng với lại gì đó, khó trừ cho đặng, phải không? Cho nên nếu mình cúng lại đó mà mình không có giữ giới lệnh đó, y gan cũng như mình xin non địa mình cầu ông táo rồi đó, y gan ở đó chẳng mình cầu xin thôi. Mà con hỏi thiệt cô bác anh chị em mình đó, mình lại Phật hồi nào giờ để mình tỉnh cái đức độ của ngài, để mình làm theo khuôn khổ chỉ dạy của ngài, chẳng sao này mình thành Phật. Còn cái này mình lại Phật mà không hiểu ý nghĩa, mình lại đó mình toàn là mình cúng mình lại ổng để mình cầu xin của ổng thôi, phải không? Cúng lại mới chút xíu cái giấy xin Phật cho con chúng cái này, cho con chúng cái kia, độ cho con làm được cái này, làm được cái nọ, chứ không có nói đó, con làm theo ngài làm sao này con thành Phật như ngài, không có. Mà con hỏi thiệt cô bác anh chị em mình nha, bây giờ đó thế gian đó mình lợi mình lễ là mình kính cái đức độ của ngài, kính cái lời dạy của ngài, đặng sau này tu thành ngài, phải không? Chứ bây giờ ông Phật không có thiếu gì không mấy cô bác, không có thiếu gì không mà mình đem hương văn trà quả rồi đó mình cúng không? Bây giờ mình vàng thái tử ngô còn bỏ đi nè,
dốc ngọc đông trung tước huế liền nè. Rồi thầy nói tới với ta chớ đem đồ cúng, chỉ mang theo hai chữ thành lòng, chẳng có cần trà quả hương nào mong sanh kiếm tiền là không vậy. Vậy thì bây giờ đó, nếu cô bác anh em mình đó mà sống trong hoàn cảnh khó khăn nghèo rồi đó, thầy nói nếu lỡ may, nếu lỡ cơ mua xảo quá tầm, nhưng mà thân trí cực nợ lần thân chẳng dứt. Bây giờ hoàn cảnh nếu có khó khăn, cô bác anh em mình sáu gắng cố gắng làm ngay thẳng dùm cho tôi thôi. Cái đó là cái điều chính yếu nhất. Ngày xưa đó con có đọc cái câu chuyện trong cái quyển mà kinh mà nói về túi khôn của lòng người, có kể lại câu chuyện ngày xưa đó, cậu bạn của ông thầy Mạnh Tử với cô đó. Ông thầy Mạnh Tử đó, ổng là ổng sống đâu đó là phải nói là cương trực. Ổng nói theo cái nghiệp truyền ngày xưa của Đức Khổng Tử luôn mà. Nhưng mà con điều đặc biệt nhất cho bạn của ổng, một hôm nọ đó ổng đi lỡ đó bạn của ổng, mà hỡi bạn nào là bè đấy, ổng sống cương trực, ổng sống ngay thẳng lắm. Một hôm nọ ổng vô viên bạc thận đó với cô bác anh em mình, ổng mất. Mà ổng mất rồi đó, bà vợ đó sống cũng cương trực ngay thẳng luôn. Tới chừng ổng mất rồi đó, ông mà thầy cha tử ổng mới đi đợi. Ông mới đi đợi rồi sắp sửa đến cái giờ đang liệm cái người qua số. Mà sắp sửa tới cái giờ liệm rồi đó, lúc đó đó vì hoàn cảnh gia đình nghèo lắm, cho nên mới lấy cái miếng chăn ra đậm quấn sửa sạn làm lễ liệm. Cô bác mình biết không, tới chừng đem cái miếng chăn ra thì tại cái miếng chăn nó ngắn, cho nên á sau khi quấn ổng á, nếu mà quấn á mà nó đắp cái khúc đầu á thì nó ló cái chân. Mà hễ sao mà quấn mà nó cái chân á mà nó vừa thì nó ló cái khúc đầu. Rồi lúc đó đó là bà vợ bà cứ lấy bà quấn hoài, không có cách nào để mà quấn cho nó kín cái xác tận làm lễ liệm. Thì lúc đó đó có cái người ở sớm ta lợi ta mới nói không qua, nó tài vô sao cô vợ cái chân thì nó dài, bây giờ nếu quấn mà quấn ngay như vậy thì nó ló cái đầu hoặc nó ló cái chân, vậy thôi bây giờ ta làm cái miếng chân để cho nó xéo lại, phải không? Cô để cái miếng chanh nó xéo góc như nè, rồi cô để ông trọng gì thì quấn nó lại cái là đâu đó là nó vừa phủ đầu mà nó vừa phủ đít, phải không? Nhưng mà có một điều đặc biệt, cô vợ đó, chồng tôi hồi nào giờ là cái người sống rất là thẳng ngay, chết tôi cũng vẫn làm những cái việc thẳng ngay đối với ông chồng. Vậy thì bây giờ đó, thà là quấn mà nó bằng đầu bằng đít, sống mà nó công bằng, mà nó hụt, nó thiếu chút xíu, giờ chồng tôi cũng vui. Còn để đó, quấn cái tấm chăn kia nó xéo xẹo vậy đó, thà nó dư chồng tôi cũng không chịu nữa. Hồi lúc còn bình xanh cũng vậy đó, thà nghèo thanh hơn dạo mà. Mà trước, lo vô chồng tội bước về sau. Cho nên thà là nó thiếu hụt chút xíu, mà sống đâu đó mà nó thẳng ngang và nó công bằng. Cô bác mình thấy cái câu nói phải nó rất là ý nghĩa, phải không quý cô bác anh chị? Đặc biệt thấy thưa chưa quý cô bác, thà là sống mà nó nghèo, nó thiếu hụt chút xíu mà nó ngạt thẳng ngay, nó công bằng, còn hơn sống kia mà nó xéo xẹo, mà nó phủ đầu phủ đít như của họ chịu luôn. Cái đó là điều đặc biệt đó quý cô bác. Đó, vậy bây giờ trở lại cái câu chuyện của ông bà già. Cái thứ nhất, cô bác anh em mình nên gắng cố gắng cần kiệm sốt sắng lo làm. Cái thứ hai, cô bác anh em chúng ta gắng cố gắng lo cúng lại và giữ giới cô bác anh em. Đó là cái thứ hai. Bây giờ con số cô bác anh em mình bây giờ nó khổ tâm lắm cô bác. Ở trong tôi, ở trong thốt lốt đây tôi miễn không có tên. Có ông anh này đó, ổng tu cũng đồng đạo lâu năm lắm rồi. Hồi đó đó ông gần gũi với anh em giảng viên, cho nên ổng cúng lại đâu có siêu năng lắm. Mà thời gian sau này ông nói tuổi già không có cơ hội để làm công tác từ thiện xã hội. Ông cộng tác xuống ở dưới mà tổ đa pha dưới đó. Mà tổ đa pha dưới đó là đâu có cái ngôi thờ cúng đâu. Cho nên ở dưới đó là ta cúng toàn là cúng đứng dưới hai nữa, cúng ở trong mùng không à. Cái xuống dưới cái ông mới hỏi anh em ta sao tôi thấy mấy ông ở đây không có cúng quả gì trơn, không lại, không quỳ gì trơn hả? Nếu ở dưới ta trả lời cho ông đó, ông không nghe thầy nói cho ông, tôi không cần lại cầu quyền, ông chỉ đứng ông nguyện vậy là được rồi. Từ đó sao về rồi là ông không lại không quyền, không lại không quyền gì cho ông đứng nguyện đã đời rồi, ông đứng sáng chỉnh lễ hả? Rồi bây giờ đó anh em đó, cái người em đó, nó chú Bảy rồi, chú Bảy
Bây giờ chú làm ơn cho chú vô trọng, chú nói dùng hồi đó ổng tu thiên nam xuống lại vô đóng luôn. Muốn cho nên khuya sớm chiên cần lòng trí nguyện của sở cầu Phật Thánh. Hồi ngày xưa ông Đỗ Văn Diễn á, ổng thiết sản đi làm việc ở xứ xa cũng vậy nghe luôn á. Ổng là một tay thú y giỏi, ông cứu người rồi cứu cho muôn loài vạn vật luôn cho gia súc. Nhưng mà sau này lỡ quy với đức thầy rồi đó, ổng tự ái với ông mắc cỡ. Ổng nói tôi là một vị thú y bác sĩ nổi tiếng mà bây giờ ra đứng thú như vậy con nó kỳ quá. Rõ lại còn bào chữa nói với đức thầy. Ông nói thầy ơi, tu là tốt trao tâm sửa tấm, chứ tu đâu phải là do cái hình thức ở bên ngoài là cúng lại phải không thầy? Ông nói vậy cái thầy đang làm thế nè, thầy đang giảng dạy do bộ bệnh do đó tấm thật luôn nha mà. Đó, ông tưởng đâu là thầy đồng ý rồi. Tới chuyện hồi ông sửa sạn về, đức thầy lấy cái tay để lên cái vai của ông Đỗ Văn Diễn. Ông nói này ông Diễn, biết rằng đó, tu là để cao tâm sửa tấm chứ không phải cố chấp vào cái việc cúng lại. Nhưng mà mình phải người tu nó phải cúng lại để thể hiện cho người ta biết cái mẫu của người tu. Chỉ có những người không tu mới không cúng lại thôi. Một câu nói chính xác của bản thân kia. Chỉ có những người không tu họ mới không cúng lại thôi. Nếu bây giờ mình vừa cao tâm sửa tấm mà mình vừa cúng lại nữa thì nó đạt kết quả mỹ mãn không biết nhiêu. Nghe tao nói vàng ngọc của đức thầy còn về, ông vừa cúng lại ông vừa tu. Tu thời gian sau 4 năm sau của cô bác, ông mới quay trở lại là lúc đó ông đi làm việc ở bên Lào của mình. Ông mới lại hỏi xin đức thầy, làm xin phép đi, thầy mới viết cái bài thơ là muôn ngàn dặm đường xa cách hải quan, chúc quyền để tử được bình an. Ngày nay sư để tiên xa cách rồi trời Phật ban cho sẽ hiệp hòa ở chỗ đó đó. Mong trời nhỏ bước cho dân thiện vô bệnh vô muôn sự nhà. Đó ráng trì lòng ẩn nhẫn qua thì giờ hạnh phúc có đâu xa. Ngày nay sư để tiên xa cách trời Phật ban cho sẽ hiệp hòa. Ông gắng cố gắng ông tu sau này đó thầy chọn mình gặp lỡ dù cho nên xa cách trở về sau thầy tới gặp nhau Phật tử. Rõ ràng. Thưa quý vị, vậy bây giờ cái thứ hai cô bác anh em mình gắng cố gắng cái thứ nhất thành thiện xuất thắng rồi làm. Cái thứ hai là phải cúng lại giả dữ dơi phải không? Cho nên cái việc cúng lại thầy không bao giờ bỏ nghe như cô bác, không có bao giờ cho ra. Đi xa thì cũng giảng rằng bàn thông thiên cũng thực hành như đi, bốn phương cũng đọc vậy thì cúi đầu bái tạ từ khi Phật trời sớm chiều bình đẳng chớ lơi thường hành như vậy nhớ lời được sao? Vậy bây giờ tín đồ Phật giáo Hòa Hảo mình đó, đức Phật thầy Tây An nói diễn kiên dùng quá tận cùng cũng nhân dài khắc vài phút đặt đặt tu nguyện cầu. Ý là cái lúc không rảnh mà thầy còn kêu mình, Phật thầy Tây An còn kêu mình dám cố gắng lo công phu. Còn cái lúc rảnh đó mà nằm toàn tan đó mà không chịu công phu và nó cũng không biết nhiều cô bác anh em. Phải không? Vậy thì bây giờ đó nhất thiết chúng sanh được gia hữu Phật tánh, tất cả mọi người đều có Phật tánh cả. Ở bên tôi có nhắc lại câu chuyện này đó, vui lắm cô bác. Có ông đạo này đó, rồi tôi nhắc tên ông một hơi phiền chút. Ông đạo này, ông tu sĩ mà ông có một chân mộ Phật. Đó, cho nên tôi nói sẵn nói luôn. Cho nên ta đặt tên ông là tên chân cúc chân. Mà cô bác anh em mà nói ông đạo này ông có một chân chứ đó. Hồi đó chạy xe đạp không ai chạy lại ông chứ. Một chân một hà, nhưng mà ông đạp cà thót gì đó. Mà ông đạp không ai đạp lợi ổng cho nó. Từ thiện xã hội cũng có, đi cầu nguyện cũng có, thuốc nam cũng có, cầu đường cũng có, đi niệm Phật cũng có. Nhưng mà có cái mục riêng là ông làm bên bí thư xã đó. Bây giờ ông đưa lên viện rồi. Ông làm việc đâu đó bên mà đảng đắc lực đó. Còn ông này bên đảng tu đâu có tinh tấn đâu. Mà đạo và đời là thâm thẳm sâu xa, hai bên là nó khác biệt nhau. Ông kia bữa nọ uống rượu uống mấy chai bia về, ông gặp út chân này ông đang ngồi niệm Phật mới cúng xả ra, ông nói chân là chân, anh mày với mày là đồng chung một hoàn cảnh cha mẹ sinh ra mà mỗi người nó chỉ hướng khác nhau, mày đó thì theo đạo còn tao là sống trách nhiệm với trường đời, mà tao khuyên mày đó nên nghỉ tu đi chân ơi. Chừng nói là ủa sao kỳ đó, bây giờ ông đó thì ông đời thì ông lo cho đời, còn tu đạo tôi lo tôi niệm Phật tôi lo cho đạo. Nói là mày tu cái sau này không có thành Phật được đâu. Hỏi sao không thành Phật? Nói mày thấy người nào giờ có Phật nào mà một giờ thôi.
vui vui mà cũng có lý hoài mày tu. Ông ơi, mày nghĩ tu đi chứ ngơi, mày tu sao mày không có thành Phật đâu, hỏi sao mà Phật là cứ hảo trang nghiêm chứ có Phật là một giờ ổng. Cho nên nó biết cô bác, cái thứ nhất là kêu mình nên cần kiệm rước ráo lo làm ăn, cái thứ hai là mình cho cúng lại giữ giới, cái thứ ba là mình gắng làm lành, mà cái làm lành cô bác anh chị em mình ai cũng hiểu hết rồi phải không? Cái thứ tư là cô bác anh chị em mình gắng cố gắng đó, mình lo đó, mình ăn chay. Cái thứ năm là mình gắng cố gắng là thành tâm mình lo mình niệm Phật. Mà thôi thì giờ thấy anh ta anh chuẩn bị xong xuôi rồi. Tôi kể câu chuyện này là do ông Ba Gia tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, nếu là một tín đồ ngoan đạo, cô bác chúng ta nghe theo lời dạy của Đức Thầy, áp dụng 5 điều này trong gia đình, tôi bảo đảm cô bác anh chị em chúng ta sẽ đạt kết quả mỹ mãn. Gì? Dạ, gì đó, tôi thấy đó, 4 cái sau là then chốt là hành đạo, còn cái trước là làm ra của cải vật chất để cô bác chúng ta có cái điều kiện trong hành đạo. Phải không? Bây giờ cái ông trai đó, mình nói ngày xưa cho nó nhiều quá, bây giờ mình gom gói gọn lại, thầy nói chỉ 2 câu thôi. Thận tu hành gì đó. Chính xác. Thận tu hành đạm bạc giao xuống, miễn cầu được an thương của vệ. Mình nói ngày xưa rất nhiều, giờ này mình gom gói gọn lại còn 2 câu tới đi mình áp dụng được rồi. Còn lúc mà thầy Tây đang nói lạc dai ti chẳng, ngọt ngon, còn hơn thú vị mà cơm chan nấu hồng. Đó là cái một kiểu giới đầu tiên. Nếu mình không có thể hiểu lòng từ bi, mình không sao thành Phật của cô đó. Cái một đó mà không có vụ ăn chay trong đó, mình cùng muôn vật một nhà, ta là anh chị, chúng là đàn em nè. Mạnh hơn ta phải xếp xem ra ta cứu giúp đàn em giải thờ nè. Phải không? Vậy thì bây giờ ăn chay đó mình gom gói gọn còn 2 câu. Còn bây giờ nó cúng lại đó, bây giờ nói thì nó nhiều, 7-8 nguyện kinh gì cô không cần biết, gom gói gọn là còn 2 câu thôi. Sớm với chiều gắn trí nguyện, nguyện cầu thì sẽ được đò chương dựa trên. Ăn chay gom gói gọn là 2 câu nãy rồi, cúng lại mình gom gói gọn là còn 2 câu rồi. Làm lành đó, cô bác anh chị em mình gói gọn còn lại đó 1 câu thôi. Mà một câu sắc đẹo nó còn một chữ thôi. Bây giờ thầy nói đục trong 4 cuốn ngọn ngành khuyên đời cá xỉa. Đó. Khuyên đời cá xỉa chữ lành cho xong thôi. Phải không? Còn chương trình mà hành đạo niệm Phật công phu của mình đó, mà muốn được đạt kết quả mỹ mãn, cô bác anh em chúng ta thấy đó, còn lỡ có một câu thôi. Niệm Phật có thiệt nhiều, niệm Phật thật yếu, niệm Phật có nhiều kết quả mỹ mãn, nhưng mà niệm Phật cô bác anh chị em mà áp dụng cho người đại gia cư sĩ ở trong gia đình còn một câu thôi. Câu gì cô bác mình còn nhớ không? Biết khôn tìm kiếm ma ha, một câu. Lục tử là nhà nhà bình an, chỉ cần còn lại một câu được thôi. Một câu niệm Phật tắt lửa sân si, công đức ai bì, dạy gì mà không niệm. Niệm Phật có mất gì đâu, phước tăng, nghiệp giảm mà khổ sầu tiêu tan. Hàng ngày giúp cô bác anh chị em mình niệm Phật đó, nó có cái ánh hào quang, nó có cái từ chùa nó phóng ra, cho nên nó trong gia đạo đó, nó đấu sống nó an hòa lắm. Con cái mình và cái người thân mình đi ra đường rồi thoát qua tai nạn, bệnh hoạn ốm đau từ từ nó là nó tốt. Tai nạn mà gặp là từ từ nó tan. Niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp mà, phải không? Một câu niệm Phật tiêu dạng tội, hai chữ từ bi giải dạng sầu. Hàng ngày nếu cô bác anh em mình mà thực hiện câu Nam Mô Di Đà Phật trong gia đạo, cô bác chúng ta sẽ thấy tâm hồn nó an ổn chưa từng có. Đặc biệt luôn, vậy con thời gian thì có hạn, anh ba anh đang mặc áo anh chờ đợi gặp gỡ chuyện rồi anh thủy với cô bác anh em mình rồi. Rồi thôi thì trong ngày tính vũ kỷ niệm hôm nay là nói sau cùng để thiện xin chân thành để cầu chúc và cảm ơn anh mời cùng với quý vị ủng hộ trong chương trình để cho con được gặp gỡ chuyện trò tâm sự trong thời gian bao nhiêu phút này. Rồi đây xin được chúc lại Nam Mô Di Đà Phật.